của các bạn ấy đều rất là hay, rất là hấp dẫn. Nhưng mà phần thưởng thì chỉ có 3 thôi. Vì vậy thì hai vị khách còn lại chúng ta đừng buồn, vì có thể là chúng ta chưa may mắn lắm. Nhưng mà chúng tôi rất mong rằng quý vị hãy cùng đồng hành cùng với cà phê Melody Flower và sẽ góp mặt trong những chương trình tiếp theo của cà phê Melody Flower chúng tôi. Và sau đây sẽ được mời bước lên phía trước một bước bàn số báo danh. Đầu tiên xin được mời, rồi xin nói với quý vị rằng là đây chỉ là người ngẫu nhiên chứ chưa phải là giúp gì đâu quý vị nhé. Đầu tiên xin được mời thí sinh mang hạng số 02 Nguyễn Xuân Bắc. Xin mời bước lên phía trước ạ. Thí sinh mang mã số 01 Lê Giang Nam. Và một người cuối cùng đó là thí sinh mang mã số 03 Thái Sang. Vâng, và xin được cảm ơn hai thí sinh còn lại. Cảm ơn các bạn. Quý vị ơi, quý vị có nhận, có dự đoán được ai sẽ là người đoạt giải ba không ạ? Không mấy ạ. Xin mời ba, chúng ta cùng bước về phía sau một bước ạ. Ai dự đoán là 01 sẽ đoạt giải ba ạ? Còn 03 thì sao hả? Kính thưa quý vị, sau đây sẽ được công bố thí sinh đạt giải 3 trong chương trình hôm nay. Thí sinh mang mã số. À, xin hỏi là thí sinh hôm nay tình nguyện được giải 3 hay là sao hả? Vâng, và xin được chúc mừng thí sinh mang mã số 02 Đới Xuân Bắc. Anh đã được giải 3 của chương trình hôm nay. Và sau đây sẽ được mời chị Thu Thủy sẽ là người đại diện cho cà phê Melody Tích Không Quên cho tặng trăm phần quà. Hai thí sinh còn lại có phải không thay nhau không ạ? Kính thưa quý vị, ở phút 89 thì hầu như kết quả đã nghiêng về một thí sinh. Nhưng còn một phút cuối cùng là phút 90 thì kết quả có một số thay đổi nhỏ nhỏ. Và còn lại hai thí sinh trên sân khấu của chúng ta, một tràng vỗ tay dành cho họ quý vị ạ. Ai ai? Xin hỏi là quý vị có thể dự đoán được ai sẽ là người may mắn nhất, giành giải nhất trong đêm ngày hôm nay không ạ? Có thưởng không? Ba đúng không ạ? Hay là không một ạ? Và sau đây xin được công bố thí sinh có số phiếu bình chọn cao nhất trong đêm nay, thí sinh chiến thắng.